mổ xẻ khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết của tiêm kích su 30 MK2 Việt Nam. Tiêm kích su 30 MK2 của Việt Nam là loại chiến đấu cơ hai chỗ ngồi, hai động cơ, hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết. Vậy khả năng hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết cụ thể là gì? Trên lý thuyết, chiến đấu cơ su 30 MK2V đang được Việt Nam sử dụng với quân số 35 chiếc, được coi là loại chiến đấu cơ có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Cụ thể, tính năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết bắt đầu được các chuyên gia quân sự trên khắp thế giới tính đến kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Trong cuộc chiến tranh này, các loại máy bay khi vướng phải điều kiện thời tiết xấu, mây mù thường không thể bay được, dẫn đến việc lực lượng phối thuộc dưới mặt đất bị mất đi yểm trợ đường không. Hiểu được vấn đề này, ngay sau khi chiến tranh kết thúc, hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết được coi là một trong những tiêu chí cực kỳ quan trọng của các loại chiến đấu cơ. Tuy nhiên, quảng cáo vẫn chỉ là quảng cáo, các loại chiến đấu cơ vẫn sẽ hoạt động được trừ khi điều kiện thời tiết quá cực đoan như bão giật mạnh, lốc hay là gió xoáy. Yếu tố hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết ở đây có thể được hiểu đầy đủ là các loại chiến đấu cơ có khả năng hoạt động trong những điều kiện thời tiết cực đoan vừa phải, ví dụ như mưa lớn, trời nhiều mây, tầm nhìn kém. Trong quá khứ, có thể hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu, các loại máy bay dân sự thường sử dụng các trạm không lưu mặt đất để chỉnh lại đường bay bằng mắt thường. Với các loại máy bay quân sự, phi công và dẫn đường phải tự tìm địa vật, cột mốc hoa tiêu dưới mặt đất để điều chỉnh lại đường bay khi máy bay bị gió tạt lệch khỏi đường bay đã định trước đó. Với các loại máy bay hiện đại sau này, việc tìm đường dễ dàng và đơn giản hơn nhiều khi phi công có thể sử dụng radar kèm theo các thiết bị định vị vệ tinh để tự chỉnh lại đường bay trong mọi trường hợp. Mặc dù vậy, cho dù có hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết, hệ quả tác chiến của Su-30 MK2 hay mọi loại chiến đấu cơ khác trong điều kiện thời tiết xấu luôn sẽ kém hơn khi hoạt động trong điều kiện thời tiết hoàn hảo. Ví dụ như những lúc tầm nhìn kém hay vào ban đêm, phi công sẽ phải dựa hoàn toàn vào thiết bị điện tử để định hướng, cũng như tìm mục tiêu. Rất khó có thể phân biệt được đâu là mục tiêu giá trị cao, đâu là mục tiêu giá trị thấp trước khi khai hỏa. Mỗi một quốc gia lại có một tiêu chuẩn sản xuất máy bay hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản, mỗi một máy bay hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết cần có 3 yếu tố. Thứ nhất và cũng quan trọng nhất, các chiến đấu cơ này cần có trang bị radar. Đây sẽ là thiết bị cực kỳ quan trọng, không chỉ bổ trợ cho việc dẫn đường mà còn giúp phi công không va chạm với máy bay của đồng đội trong thời tiết có tầm nhìn kém. Thứ hai là có hệ thống dẫn đường chính xác. Như đã nói ở trên, việc tìm đường bay chính xác cho phi cơ khi thời tiết có gió mạnh là rất khó khăn. Phi công sẽ phải liên tục chỉnh lại đường bay chủ yếu dựa vào chỉ dẫn của máy tính, nhất là khi tầm nhìn quá kém hoặc bay đêm khiến phi công gần như mù hoàn toàn. Và cuối cùng là thiết bị hỗ trợ hạ cánh. Thiếu đi bộ phận này, phi công sẽ không thể tính toán được các tham số cho pha hạ cánh của mình khi có tầm nhìn không tốt. Gần như mọi loại chiến đấu cơ hiện đại thế hệ 4 trở lên đều mang trong mình đủ các yếu tố này để trở thành một phi cơ có khả năng hoạt động bất kể ngày đêm trong mọi điều kiện thời tiết. Một vài trường hợp đặc biệt như F-16 của Mỹ ban đầu chỉ được ra đời với các mục đích là phi cơ này hoạt động ban ngày, nghĩa là không bay đêm, không bay trong điều kiện thời tiết xấu. Tuy nhiên, các phiên bản sau này đã nâng cấp lên thành loại phi cơ hoạt động bất kể ngày đêm trong mọi điều kiện thời tiết. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.